Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc kệ tivi mõ của chiếc mõ Sừng Châu của khách hàng tại Sơn Tỉnh, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Tôi có quay lại một video clip để giới thiệu cho mọi người có nhu cầu và quan tâm những sản phẩm phòng khách thì có thể tham khảo mẫu kệ này. Chiếc kệ này có kích thước là dài 2m4 và chúng tôi làm theo mẫu gọi là kệ mõ Sừng Châu. Chất liệu gỗ sử dụng là gỗ mun đuôi công. Vân gỗ rất là đẹp, quý vị thấy rồi. Khi kê ở phòng khách này nó rất là nổi bật. Chúng tôi sản phẩm của chúng tôi đã hoàn thiện là BU bóng rồi. Nên là khi quay bằng máy quay thì nó sẽ hơi lóa, quý vị khó nhìn. Khó nhìn hơn so với thực tế nhé. Mọi người có nhu cầu có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 với số điện thoại là 0987 51086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây có địa chỉ trên màn hình đây. Đây phần ván mặt này quý vị thấy là cái giới thiệu quý vị cái phần vân gỗ này rất là đẹp. Đó, gọi là gỗ mun đuôi công. Vân gỗ cực kỳ đẳng cấp và hoàn toàn tự nhiên. Đây phần bệ này được đục những họa tiết là hoa văn nó khá đơn giản thôi. Chúng ta sử dụng thì nó lau chùi rất dễ. Và bao gồm có 4 cánh và 4 ngăn kéo. Đó, có thể đựng nó rất là nhiều đồ. Rồi xin chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2020.